Đây là trận đấu nữ 8A2 gặp 8A5. Chính là
Muốn hết mình luôn. Ở trong nha. Xin lỗi rồi. Nam đang coi hai bên kia. Đi quay à, này. Con thì con biết quay. Đang gì nãy giờ là quay cái nó la đâu mới ra cái đồ đâu mới trả tại. Ni hả? Ấy gì nãy giờ cái đồ đồ banh biết vậy? Để cho mình đúng mình đó. Ê banh nó bên lớp mình mà đúng không? Vậy à, có một cái banh lớp lớp mình ạ. Hai hai. Không, có một banh lớp ông nãy thầy lượng lại mượn. Ai thầy đạt lại mượn một cái banh cho được nó đó. Ok. Đâu lắm. Lắm. Đâu con canh một banh rồi. Tụi con tập trung vô nhìn banh nha, đừng có. Đừng có chiên nhau. Sao nó tập trung ghê quá. Một đứa được rồi. Mình đang ăn á, bên mình đang ăn. Đây bên mình đó. Mình đã lưới luôn. Em lên lưới á. Thử luôn. Nghe ơi, ủa, từ từ mới nghe em thôi, mình đứng nghe chưa. Ok mà. Đâu ha. Đâu đâu. Thế là mình từ từ biết. Ok. Ừ, được. Được. Ok rồi. Qua đâu. Qua đâu. Dưới ơi. Cô ở dưới kia anh em mình cô vô cho A1 mà A2 áp lực quánh không được luôn mà cô. Bây vô duyên quá mấy bạn ở đây. Bây đâu đi trên đó vậy? Mê đứa nào trên đó mà cứ lên trên đó bây ơi vậy? Phải con Hồng Anh nè, chị Trâm nè. Mình tính em đang thấy người ta thưởng nóng nha. Đúng mà, phải có tiền trả nợ người ta mà. Có tiền trả nợ thì cố lên. A5 cố lên. A5 cố lên. A5 cố lên. A5 cố lên. Điếc tai lắm. Điếc tai rồi. Không. Không vô. Đâu đâu đâu. Lớn hơn ai mà em nhỏ em lớn hơn ai em nhỏ.
cái nó cứ vậy cứ cái nó cái này nó cứ nó thả mình tự do mà giờ giải được rồi rồi cứ rồi đúng rồi đúng rồi đó không ạ mấy nam đâu rồi thì đâu hết trơn à tấm kia luôn quay nãy giờ bấm tách đứng xa xa đâu quay hết cái nào đứng lúa là mắc liền đó Hưng ơi. Ngoài quá. Đừng có lấy đèn mạnh. Cô quay. Không. Cái nào quay liền quay. Quay phải cô gì vậy? La lên. Đâu chưa? Sát ly đang đập lên. Cô lên. Ở dưới kia nắng nữa nè mấy bạn nhìn thấy nha mấy bạn nhìn về cái anh mà phía dưới đây nha mấy bạn nhìn ở dưới kia nha nhìn ở dưới kia bên mà cho nó nhìn mà thấy ra ngoài nó mấy bạn bỏ bên đây nha chồng lúc đừng có chồng để nó Yeah.
trường. Tiếng cười lắm quan trọng đâu, cứ vậy đánh đi. Đúng rồi, đúng rồi. Cầm mãi cho thằng đó nó rất là mua đủ tất cả.
này cho. Khốn lo chút nữa rồi em không có lại rồi.